thư của Phaolô gửi cho tín hữu tại Epheso. Đoạn 1. Phaolô theo ý muốn của Đức Chúa Trời được làm sứ đồ của Đấng Christ Giêsu kính gửi các thánh đồ tại Epheso là những người trung tín trong Đấng Christ Giêsu. Cầu xin ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và từ Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ được ban cho anh em. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài. Bởi Đức Chúa Giêsu Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Vì trong đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài, là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật, với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, để đến thời viên mãn, theo kế hoạch, Ngài quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn, để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng trong đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài. Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc để ca ngợi vinh quang của Ngài. Vậy nên khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương của anh em đối với tất cả thánh đồ thì tôi vì anh em không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ là Cha vinh quang ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết ngài tôi cũng xin ngài soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em biết niềm hy vọng mà chúa đã gọi anh em đến là gì sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang ngài trong các thánh đồ là thế nào và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của ngài đối với chúng ta là những người tin theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân đấng Christ và lập đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự viên mãn của đấng làm đầy trọn mọi sự trong mọi loài. ê e xê chiên chương 27 Bài Ai Ca về Thành Ti Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về thành Tirơ. Hãy nói với thành Tirơ, ngươi là thành ở nơi cửa biển, buôn bán với các dân của nhiều hải đảo. Chúa Giê-hô-va phán, hỡi Tirơ, ngươi có nói ta là vẻ đẹp toàn hảo, bờ cõi ngươi ở giữa biển. Những kẻ xây dựng ngươi đã làm cho ngươi có vẻ đẹp toàn hảo. Họ đã dùng gỗ tùng của Senia làm ván đóng thuyền, lấy gỗ bá hương của Liban làm cột buồm cho ngươi, lấy gỗ sồi của ba san làm máy chèo của ngươi, lấy gỗ bách từ đảo kít tim làm ván lợp và cẩn bằng ngà voi, dùng vải gai mịn theo của Ai Cập làm buồm và làm cờ xí cho ngươi, dùng vải sắc tía, sắc xanh từ hải đảo Elisa làm màn tre cho ngươi. Dân cư Sidon và Avat là bạn treo của ngươi. Hỡi Tyre những người khôn ngoan làm hoa tiêu cho ngươi các trường lão ở ghe banh và người thông thái xứ ấy giúp ngươi sửa chữa những chỗ hư hỏng trên tàu tất cả những tàu biển cùng thủy thủ đều ở với ngươi để trao đổi hàng hóa cho ngươi người ba tư người lút người phút làm lính chiến trong quân đội ngươi chúng treo thuẫn và mũ trận trên ngươi và làm cho ngươi trở nên lộng lẫy những người a vát cùng quân lính của ngươi canh gác quanh tường thành ngươi. Những người ga mát thì ở trên các tháp, chúng treo thuẫn chung quanh tường thành ngươi và làm cho vẻ đẹp của ngươi thêm hoàn hảo. Những dân ở thành Taresi buôn bán với ngươi đủ mọi thứ của cải. Họ đổi bạc, sắt, thiếp, trì để lấy hàng của ngươi. Các dân ở Gia Van, ở Tu Banh và ở Mê Siếc buôn bán với ngươi họ đổi nô lệ và vật dụng bằng đồng để lấy hàng hóa ngươi những người của Tô togama đem ngựa ngựa chiến la để đổi lấy hàng của ngươi những người đê đan là khách hàng ngươi nhiều hải đảo giao thương với ngươi họ cống nộp cho ngươi ngà voi và gỗ môn vì ngươi có rất nhiều sản phẩm nên aram giao thương với ngươi họ lấy bích ngọc vải điều hàng thêu vải gai mịn san hô hồng ngọc mà trao đổi hàng với ngươi. Juda và Israel cũng buôn bán với ngươi. Họ đem lúa mì ở Minit, bánh ngọt, mật ong, dầu và hương liệu để trao đổi hàng hóa với ngươi. Vì ngươi có nhiều sản phẩm của cải đầy dẫy nên Đa Mách lấy rượu nho ở Henbon và lông chiên trắng mà trao đổi với ngươi. Người Vây Đan và Gia Van từ U đến trao đổi hàng hóa với ngươi. Họ đem sắt luyện, nhục quế và xương bồ để đổi lấy hàng. Người đê đan đem vải hoa phủ trên ngựa để bán cho ngươi. Người Ả Rập và tất cả nhà lãnh đạo ở Keda giao thương với ngươi và đem đến bán cho ngươi những chiên con, chiên đực và dê đực. Những thương nhân ở C3 và Raama buôn bán với ngươi. Họ lấy mọi thứ hương liệu hảo hạng mọi thứ đá quý và vàng mà đổi lấy hàng của ngươi. Haran, Cane và Eden cùng những thương nhân ở Seba, Asiri và Kinmat đều là khách hàng của ngươi. Trong các chợ, chúng buôn bán với ngươi quần áo đẹp đẽ, áo màu tía và hàng thêu thảm nhiều màu và dây từng bện chặt. Các thuyền Taresi chuyên chở hàng hóa qua lại và ngươi được chất đầy nặng chịu ở giữa biển khơi. Nhưng các tay chèo của ngươi đã dẫn ngươi vượt trên nước lớn và gió đông đã đập nát ngươi ở giữa biển khơi. Đến ngày hủy diệt của ngươi, của cải hàng hóa, việc trao đổi hàng của ngươi, thủy thủ và hoa tiêu của ngươi, những người sửa chữa tàu bè ngươi, những người trao đổi hàng hóa với ngươi, tất cả lính chiến của ngươi và mọi người khác ở trên tàu đều sẽ rơi xuống dưới lòng biển bởi tiếng kêu của những viên hoa tiêu, các đồng cỏ chung quanh ngươi đều rung chuyển. Tất cả những kẻ cầm trèo, những tùy thủ, tất cả các hoa tiêu ngoài biển đều xuống khỏi tàu mình và đứng vững trên đất. Chúng sẽ cất tiếng than khóc ngươi và kêu gào cay đắng vì ngươi. Chúng ném bụi trên đầu mình và lăn lóc trong cho bụi. Chúng sẽ cạo đầu vì ngươi và mặc áo xô. Chúng sẽ khóc thương ngươi và lòng đầy cay đắng. Khi chúng đau thương khóc lóc vì ngươi, chúng làm một bài ai ca về ngươi rằng: Ai trở nên quạnh hiu giống như thành Tira ở giữa biển cả. Khi hàng của ngươi ra khỏi các biển, ngươi đã làm cho nhiều dân được thỏa mãn bởi cuộc cải và hàng hóa ngày càng nhiều, ngươi đã làm giàu cho các vua trên đất. Bây giờ, ngươi bị tan nát vì biển cả, chìm dưới nước sâu. Hàng hóa và dân chúng của ngươi đều chìm xuống biển với ngươi. Tất cả các dân ở những hải đảo đều sừng sốt vì ngươi. Các vua chúng đều khiếp vía, biến sắc mặt vì lo âu. Những thương nhân ở giữa các dân phỉ báng ngươi, ngươi trở thành nỗi kinh khiếp và bị hủy diệt vĩnh viễn. ê e chiên, chương 28 lời tiên tri và bài ai ca về vua Tirer Lại có lời Đức Diêu Va phán với tôi, hỡi con người, hãy nói với vua Tirer rằng, Chúa giê hô va phán, vì lòng ngươi tự cao, ngươi nói rằng ta là một vị thần, ta ngồi trên ngai của các thần ở giữa biển cả. Nhưng ngươi chỉ là loài người chứ không phải là thần. Dù ngươi tự cho tâm trí mình giống như tâm trí thần thánh, Ngươi khôn ngoan hơn Daniel sao? Chẳng có sự mầu nhiệm nào giấu kín với ngươi sao? Ngươi đã được giàu có nhờ sự khôn khéo và thông sáng của mình. Ngươi đã thâu chứa vàng bạc trong kho tàng ngươi. Nhờ sự khôn khéo trong việc buôn bán, ngươi đã làm cho sự giàu có mình gia tăng và lòng ngươi tự cao vì sự giàu có của ngươi. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán, vì ngươi tự cho tâm trí mình giống như tâm trí thần thánh, cho nên ta sẽ khiến những người ngoại quốc tàn bạo nhất trong các dân nổi dậy chống lại ngươi. Chúng sẽ rút gươm chống lại sự khôn sáng hoa mỹ ngươi và làm ô ế vẻ vinh quang ngươi. Chúng sẽ xô ngươi xuống hố và ngươi sẽ chết trong lòng biển như người bị giết trước mặt kẻ giết ngươi. Ngươi còn dám nói rằng ta là thần trắng khi ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương thì ngươi là loài người chứ chẳng phải là thần. Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc như những kẻ chưa chịu cắt bì. Chúa Giê-hô-va phán, chính ta đã công bố như vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về vua ti rơ và nói với vua ấy rằng, Chúa Giê-hô-va phán, Ngươi trở thành một kiểu mẫu về sự khôn ngoan và vẻ đẹp toàn hảo. Ngươi vốn ở trong ê đen là vườn của đức chúa trời Ngươi đã có đủ mọi thứ ngọc báu là ngọc mã não ngọc vàng lợt ngọc kim cương ngọc thủy thương ngọc sắc biếc ngọc bích ngọc sắc tràm ngọc sắc xanh ngọc hồng lựu và vàng nữa nghề làm ra chúng cơm và ống sáo thuộc về ngươi từ ngày ngươi mới được dựng nên đã chuẩn bị sẵn rồi ngươi là một chê rút được sức giàu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn đá sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn. Từ ngày ngươi được dựng nên cho đến khi thấy sự gian nát trong ngươi. Khi buôn bán thành lợi, ngươi càng trở nên bạo ngược và phạm tội. Vì thế ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời với chê rúp che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn đá sáng như lửa. Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp ngươi và vinh quang của ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, làm trò cho họ xem. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác chất chồng và bởi sự buôn bán không chính trực của ngươi. Vì thế, ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi thiêu nuốt ngươi và ta đã làm cho ngươi trở nên cho trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy tất cả những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ kinh khủng về ngươi ngươi đã trở nên một điều kinh khiếp và ngươi sẽ vĩnh viễn không còn nữa lời tiên tri về sự sụp đổ của Sidon có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Sidon và nói tiên tri chống lại nó. Ngươi hãy nói, Chúa Giê-hô-va phán, hỡi Sidon, nầy ta chống lại ngươi, ta muốn làm sáng danh ta ở giữa ngươi. Chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ thi hành sự phán xét và bày tỏ sự thánh khiết ta ở giữa nó. Ta sẽ sai dịch bệnh đến trong thành và máu đổ ra trong các đường phố nó những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó vì gươm từ bốn bề sẽ xông vào nó. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Nhà Israel sẽ không còn trà chuông hiểm độc hay gai nhọn gây đau đớn nữa, tức là những nước láng giềng thường đối xử với nó cách kinh bỉ. Bây giờ, chúng sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán khi ta nhóm nhà Israel lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tan lạc, ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết ta giữa chúng trước mắt các dân. Lúc ấy, chúng sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho đầy tớ ta là Gia-cốp. Chúng sẽ ở đó bình yên, sẽ cất nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ ở đó bình yên khi ta đã thi hành sự phán xét của ta chống lại những nước láng giềng của chúng là kẻ đã đối xử với chúng cách khinh bỉ. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của chúng. Châm ngôn chương 19 Thà làm người nghèo khổ mà ăn ở thanh liêm, còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà là kẻ ngu dại. Lòng thiếu tri thức chẳng phải là một điều hay kẻ nào vội vàng bước đi sẽ bị vấp ngã. Sự ngu dại của một người phá hỏng đường lối người và lòng người lại oán trách Đức Giê-hô-va. Sự giàu có kết nhiều bè bạn, còn người nghèo khó dù bạn cũng lìa xa. Nhân chứng gian không khỏi bị trừng phạt, kẻ buông lời giả dối không sao trốn thoát. Có nhiều kẻ tìm ơn của người hào phóng và mọi người đều là bạn của kẻ hay ban tặng tất cả anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người huống chi bè bạn lại chẳng lìa xa người đuổi theo nài nỉ nhưng chúng chẳng còn ở đó ai có được sự khôn ngoan yêu mến linh hồn mình và ai giữ sự thông sáng tìm được phước lành nhân chứng gian sẽ không khỏi bị trừng phạt kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất nếp sống sung túc chẳng xứng với kẻ ngu dại huống chi kẻ tôi mọi lại cai trị người quý tộc sự khôn ngoan của một người khiến người chậm nóng giận và vì danh dự của mình mà bỏ qua tội phạm vua nổi giận khác nào sư tử gầm thét còn ân huệ của vua như xương móc trên cỏ xanh con trai ngu muội là tai họa cho cha nó một người vợ hay tranh cạnh giống như nhà rột mưa chảy không dứt nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến sự lười biếng làm cho người ta mê ngủ và kẻ ăn không ngồi rồi sẽ bị đói khát ai tuân giữ điều răn giữ lấy linh hồn mình nhưng kẻ xem thường đường lối mình sẽ chết Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người. Hãy sửa phạt con cái ngươi lúc còn hy vọng, nhưng đừng định tâm giết nó. Người hay nổi giận giữ tợn sẽ phải mang hình phạt, vì nếu con giải cứu hắn, hẳn phải giải cứu lần nữa. Hãy nghe lời khuyên và đón nhận sự giáo huấn, để cuối cùng con được khôn ngoan trong lòng loài người có nhiều mưu kế nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu điều mà người ta mong ước nơi con người là lòng trung thành thà làm người nghèo khổ còn hơn là kẻ nói dối sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống làm cho người ta được thỏa nguyện và ngăn cản mọi tai họa kẻ lười biếng thò tay vào đĩa rồi không thèm đưa nó lên miệng mình hãy đánh phạt kẻ nhạo báng thì người ngây thơ sẽ trở nên khôn khéo hãy khiển trách người hiểu biết người ấy sẽ thêm tri thức kẻ ngược đãi cha và xua đuổi mẹ mình là đứa con gây xấu hổ và sỉ nhục hỡi con ta khi không nghe lời khuyên dạy nữa con sẽ lầm lạc cách xa các lời tri thức nhân chứng gian tà nhạo báng sự công chính và miệng kẻ ác nuốt chừng tội lỗi sự trừng phạt dành sẵn cho kẻ nhạo báng roi vọt sắm sẵn cho lưng kẻ ngu dại